Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review sữa Danelac Go Pro số 2800g, 6 đến 12 tháng tuổi, giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí sản phẩm được đóng gói với bao bì màu gâu sang trọng bắt mắt tượng trưng cho chất lượng vàng cao cấp và toàn diện lon sữa được thiết kế lượn sóng dễ cầm nắm không bị trơn các ưu điểm nổi trội về dưỡng chất và chất dinh dưỡng được đặt trên tấm khiên thể hiện rất rõ trên bao bì của sản phẩm giống như thể hiện sự toàn diện của sản phẩm giúp bảo vệ bé và giúp trẻ được phát triển toàn diện và tối ưu nhất giúp tăng cường thể lực trí tuệ đồng thời khiến người mau hàng cảm thấy tin cậy an tâm Đặc biệt tiêu chuẩn chất lượng EU được thiết kế nổi bật để khẳng định một lần nữa chất lượng và uy tín sản phẩm. Hướng dẫn pha sữa, rửa tay cẩn thận trước khi pha sữa, khử trùng tất cả những dụng cụ cần thiết cho việc pha sữa và cho con bú. Đun sôi nước uống trong vòng 10 phút, sau đó để nguội đến 37 đến 40 độ C và cho nước vào bình theo sơ đồ cho bú. Chỉ dùng thìa đong để cho sữa công thức vào bình, theo sơ đồ cho bú, lắc đều bình sữa cho đến khi sữa tan hoàn toàn. Kiểm tra nhiệt độ sữa công thức lần cuối bằng cách nhỏ vào phần cổ tay, lưu ý rửa sạch dụng cụ sau khi cho bú. Không giữ lại sữa còn thừa cho lần bú sau, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi, quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết